Công an thành phố Gia Nghĩa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Công, trú tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa và Vũ Thị Lĩnh, trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 3 tháng 1, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an thành phố Gia Nghĩa đã phát hiện, bắt quả tang Công và Lĩnh đang thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc máy nổ hiệu diesel và các phụ kiện liên quan tại công trình Bờ Đông, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân, Lĩnh và Công đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó 9 vụ ở Gia Nghĩa, 1 vụ ở Đắk Song, 1 vụ ở Đắk Lắk và 1 vụ ở Đắk Cờ Long.